Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Germany S&T. Mình là Đức Thịnh. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn về sản phẩm là hơi nước đến từ thương hiệu Đức Rowenta, có mã là DR3030D1. Về màu sắc thì như các bạn có thể thấy, chiếc bàn là này được thiết kế với một màu sắc rất là trẻ trung và sang trọng. Tông màu chủ đạo là màu trắng đen và kèm với viền oxy gold cực kỳ tinh tế. Thì chiếc bàn là này về cân nặng thì nó chỉ nặng 800g, một cái cân nặng cực kỳ nhẹ nhàng và có thiết kế có thể gập gọn được, giúp các bạn dễ dàng có thể mang đi trong những chuyến đi dài. Công suất của chiếc bàn là này khá là mạnh mẽ, lên tới 1300W và lượng hơi nước liên tục là 19g trong vòng 1 phút. Thời gian làm nóng cực nhanh chỉ trong 15 giây. Chiếc bàn là hơi nước cầm tay này có khả năng xả hơi nước liên tục và sẵn sàng có thể sử dụng, phù hợp với sử dụng ở bất kỳ không gian nào mà các bạn mong muốn, nhờ kích thước nhỏ gọn và chiều dài dây lên tới 2m. Với dung tích bình chứa nước của chiếc bàn là này lên tới 120ml thì các bạn hoàn toàn có thể là cùng một lúc 5 đến 6 chiếc áo sơ mi trong một lần cấp nước. Thì nhà sản xuất đã cho mình một cái cốc đong và các bạn dễ dàng có thể mở cái nắp bình chứa nước và tiếp nước cho chiếc bàn là. Về bộ phận điều khiển của chiếc bàn là này thì bao gồm hai nút bấm. Nút đằng phía sau là nút bật tắt của chiếc bàn là, khi các bạn bật thì nó sẽ sáng lên. Và phần phía trước là nút điều khiển hơi nước. Thì như các bạn có thể thấy thì với công suất lớn là 1300W thì lượng hơi nước ra rất là đều, lên tới 19g trong 1 phút. Thì với công suất mạnh mẽ như thế này thì các bạn có thể dễ dàng diệt khuẩn và là phẳng mọi chất liệu một cách rất là nhanh chóng. Bộ phận tiếp xúc trực tiếp với quần áo của chiếc bàn là hơi nước này làm bằng nhựa cứng chịu nhiệt cao cấp. Thì bộ phận này giúp chiếc bàn là di trên tất cả các chất liệu một cách rất là dễ dàng và mượt mà. Đi kèm đó thì nhà sản xuất đã tặng kèm thêm một chiếc chổi giúp các bạn có thể dễ dàng vệ sinh trên các bề mặt dễ bám bụi như áo dạ hay là sofa của mình. Tổng kết lại thì chiếc bàn là hơi nước cầm tay Rowenta DR3030D1 là một chiếc bàn là rất là gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng và phù hợp với những chuyến đi dài của các bạn. Thì nếu các bạn đang quan tâm đến sản phẩm này thì mình đã để link sản phẩm ngay dưới phần mô tả. Và mọi thắc mắc của các bạn thì xin liên hệ với chúng tôi qua số hotline 084 246 3333. Xin chào và hẹn gặp lại.